Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với Tùng Audio Hải Dương. Về thêm mẫu sản phẩm DB550 Plus cho anh em lựa chọn đây. Dòng mic không dây phân khúc gia đình cao cấp cho anh em. Nếu như anh em đang có một ý định là mua những cái dòng mic để chất lượng để phục vụ cho việc chúng ta hát pháo hoa gia đình một cách chuyên nghiệp nhất, hay là hỗ trợ giọng hát anh em trở nên tốt hơn, hãy cải thiện hơn, thì sử dụng ngay cho em những dòng mic đến từ nhà phân phối DB nhá. Dòng mic vừa sang vừa chất lượng và chắc chắn sẽ đem lại cho anh em giọng hát tốt nhất. Và hôm nay thì bên em đã về thêm hàng phục vụ anh em, và tiện đây thì cùng với các anh em trải nghiệm ngay tập hộp luôn lô hàng mới của Đế Bình Tích dòng 550 Plus cho anh em ở trên video Tùng Audio. Và các em thấy hay nhớ để lại cho em nút like, đăng ký kênh các nhá. Và cùng với em xem về các linh kiện bên trong của DB550 Plus nào các bác ơi. Thì những giao diện này các bác được nhìn đấy. Ở DB thì hiện tại đã thay đổi logo, em đã nhắc anh em ở những video trước đó. Và toàn bộ linh kiện bên trong của DB thì các bác được nhìn thấy trực tiếp vào ngày hôm nay. Đầu tiên là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đây. Và trong đó thì có đầy đủ các linh phụ kiện đi kèm như là bộ đầu thu, phần tay mic, giá chống lăn và vân vân, rất nhiều các phụ kiện. Dường như là anh em mua mic về là chúng ta ghép vào phòng hát gia đình là chúng ta sử dụng ngay thôi, không cần phải đi mua thêm bất kỳ một linh kiện nào nữa. Bên em cũng tặng thêm cho anh em một đôi pin để chúng ta thử hàng. Đây bên cũng thích 550 Plus sẽ là phiên bản màu đen cho anh em. Phần mặt trước đây các bác nhé, quai sách. Đây là phiên bản mới nhất cho anh em, nhớ cho em phiên bản mới nhất. Có phần quai sách và thiết kế mang kiểu dáng công nghệ rất là đẹp và sang trọng cho anh em ạ. Đầy đủ tính năng set lại tần số, tăng giảm âm lượng này, có tính năng tự ngắt ở phần tay mic này, và chủ yếu là chất lượng âm thanh nó sẽ đạt lại hiệu quả cao nhất. Và có cái chế độ tiếng dày đến từ DB550 nó phục vụ anh em hát hoạt đỉnh một cách ngọt ngào nhất có thể. Và cùng với em trải nghiệm mà xem cái mẫu sản phẩm này có thiết kế mặt sau như thế nào. Đây là toàn bộ thiết kế mặt sau của DB550 cho anh em. Hai phần dấu anten sử dụng đường ca lông đường 6 ly để anh em sử dụng ghép đối với bất kỳ một thiết bị nào, ghép đối âm ly, ghép đối đẩy nền vang, thậm chí ghép bàn mixer hay ghép vào vang là anh em cứ sử dụng cho em đường dây 6 ly AB ở đây thôi. Ok, và các linh kiện đi kèm thì em sẽ cùng các anh em xem tham khảo qua về các linh kiện của DB550 các anh em. Như là dấu anten để các anh em sử dụng này, chúng ta có thể sử dụng bắt sóng xa với dòng mic này. Em thấy là 550 dù là một dòng mic không dây gia đình nhưng mà bắt sóng rất là xa và tuyệt vời cho anh em về độ phủ sóng. Dây jack 6 ly và cục sạc để các anh em sử dụng trực tiếp, ghép nối trực tiếp vào bộ đồ thu. Hai giá chống lăn, và đây là phần rất là quan trọng, đó là tay mic của DB. Đặc biệt là cái dòng 550 này thì em thấy nó thiết kế rất là đẹp, phiên bản màu xanh đá, màu sáng cho anh em lựa chọn. Và khi các anh em cầm lên chúng ta sẽ thấy ngay độ lặng rất ổn định của dòng mic này. Và thật sự là cầm lên là chúng ta đã biết là đây có dòng mic chất lượng như thế nào rồi, bởi vì phần thân mic của nó được thiết kế khá là thon và cầm vào vừa đủ tầm nắm của anh em. Đấy, và chúng ta sẽ tự tin để lên tông giọng của mình. Và cùng em trải nghiệm ngay mặt hình thức và giao diện đến từ chất âm của mẫu sản phẩm DB550 Plus các nhá. Vâng, thưa các anh em, đây là hình thức giao diện của DB550 Plus cho anh em ạ. Với hình thức thiết kế rất là đẹp mắt, sang trọng đúng không ạ? Và đầy đủ tính năng để các anh em lựa chọn ngay phòng hoạt hình một cách chuyên nghiệp rồi. Đầu tiên thì các bác được nhìn thấy phần góc tay phải là toàn bộ tính năng tăng giảm âm lượng cho kênh A, kính B, tức là cho mic A, mic B cho anh em sử dụng. Và có luôn cái phần logo thương hiệu, có thiết kế đèn led rất là đẹp mắt và sang trọng đây. Một cái thiết kế độc quyền của nhà phân phối DB. Và ở giữa cũng lệch sang bên tay phải một chút sẽ là mặt màn hình và hiển thị ngay cho hai cổng mic A và mic B có các giải tần số khác nhau, như là set lại tần số, các tính năng để các bác em có thể là sử dụng bắt lại tần số khi đã mất. Và nút công tắc nguồn thì được thiết kế phía mặt trước đây để anh em sử dụng một cách đơn giản nhất, bật tắt theo cái chế độ của mình muốn và lựa chọn. Và không thể thiếu được cái logo thương hiệu của DB và mã QR khi các anh em mua những dòng sản phẩm hàng chính hãng như thế này. Để chúng ta check hàng, kiểm tra hàng, em cũng cam kết đảm bảo hàng đến tay các bác sẽ là nhà hàng sản phẩm chính hãng và tốt nhất của nhà phân phối DB Tích. Việc sử dụng hai dấu anten cũng sẽ hỗ trợ cho việc chúng ta bắt sóng xa hơn để làm những công việc, ví dụ như là chúng ta có thể là sử dụng dòng mic này đi phòng trà, hay là chúng ta làm một sự kiện party nho nhỏ đều được cả. Với dòng mic DB550 rất là chất lượng cho anh em lựa chọn phòng hát gia đình, và cùng với em trải nghiệm ngay với tính chất lượng âm thanh của dòng mic DB550 các bác nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 Alo, 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo, anh em thấy tiếng chất lượng âm thanh của DB như thế nào ạ? Tiếng ra rất khỏe, có độ lịnh tiếng cao đúng không ạ? Và chơi dòng mic này ấy, thì anh em sẽ bộc lộ được cái chất giọng thật sự ở trong cổ họng, vòm họng chúng ta. Nên khi chúng ta sử dụng cái dòng mic chất lượng như thế này thì dường như là cái chế độ bắt mic
và rất là tốt. Khi chúng ta chỉ cần hơi khẽ thở nhẹ thôi là tiếng mic đã thu vào rất, cực kỳ là tốt rồi. Cái độ nhạy của nó rất là chuẩn để các anh em lựa chọn vào dòng mic này. Thì đặc biệt là với anh em mà giọng hơi kém một chút, hơi yếu một chút, chúng ta sử dụng cho em, nó sẽ hỗ trợ cho giọng hát anh em trở nên khỏe hơn, mạnh hơn, có nội lực hơn. Và chơi phòng hát gia đình thì không phải lăn tăn bất kỳ một điều gì nữa. Ngày hôm nay thì em cũng đã cùng các anh em trải nghiệm tới chiếc âm thanh tốt nhất đến từ dòng mic DB550 rồi. Anh em nào đang có nhu cầu của cái dòng mic này thì hôm nay bên cửa hàng Tùng Audio đã về thêm hàng phục vụ anh em. Anh em cứ liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336 là các anh em sẽ mua được với một mức giá tốt nhất và hữu nghị nhất với anh em khách hàng. Và video của em xin dừng lại tại đây. Anh em thấy hay thì nhớ để lại cho em nút like và ký kênh. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác anh em ở những video tiếp theo nhé.